Chào mọi người nha, hôm nay là ngày thứ ba chị Hạnh đến với lớp học của Jolie. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng học bài phun môi trên da giả. Đầu tiên mình sẽ vẽ khuôn môi nha. Thì khuôn môi á của mình sẽ là, mình lấy 5 cho dễ đo nha. Từ đây qua đây cô lấy là 5 cm. Bữa giờ á, khi mà chị học được 2 ngày vừa rồi, vừa bài trên giấy vừa làm trên da giả, bài tạo hạt, bài đường thẳng, và thậm chí là trong quá trình học hôm nay chị cũng đã lên mẫu rồi, chị cảm nhận nó ra sao? Mình cảm thấy mình không tin nổi là trong thời gian ngắn như vậy mình có thể lên mẫu bút và làm được. Mình mà muốn môi nó mỏng hơn á thì mình sẽ cho nó xuống sâu hơn một xíu, môi mỏng quá sẽ cho nó nhanh hơn chút. Đó là cái mẹo của mình. Còn hoặc là ở phần môi này mọi người thích, mình có thể vẽ khuôn môi tim nè, môi hơi trẻ trẻ một xíu. Nhưng mà cái yêu cầu duy nhất của cô đối với bài khuôn môi này là mọi người á vẽ hai bên, nửa hai bên nó phải giống nhau, chứ không được mà để một bên là bên đỉnh tròn, bên đỉnh nhọn, hoặc là bên này nó tròn nhiều hơn, bên này thì bè ra, bên thiếu mép của bên thì nó bị tràn mép ra, nó sẽ không có được đẹp. Quan trọng nhất của khuôn môi là phải đều và cân đối. Còn lên trên người thật, mình sẽ dựa vào khuôn môi thật của mẫu, khuôn môi thật của khách thì mình sẽ phun. Chú ý nha, dùng ngón tay út làm điểm tựa và chúng ta sẽ đi khuôn. Xuống là đi, lên là lướt, xuống đi, lên lướt. Ở bài này nếu được chị nên nín thở để mà đường thẳng nó được mảnh hơn và đều hơn. Tại vì vừa đi vừa thở vừa nói chuyện á thì cái đường của các bạn nó sẽ dễ bị lệch. Đường nó sẽ không có thẳng và thậm chí là lực tay không đều. Mẫu đầu tiên là chị lên là mẫu trong mày á, chị cảm giác khi mà chị đi khuôn trong mày á nó như thế nào? Nó chưa có được tốt lắm. nên chưa tốt là lý do là ở đâu, vấn đề là ở đâu? Do mình đi nhanh đúng không? Đúng rồi. Đó, khi đó là chị đi nhanh cho nên á cái đường nó nghiêng về đường nó hạt à, chứ không phải là chị đi không thẳng. Vấn đề này là khi mà cái lúc mà chị học bài đường thẳng, cô cũng đã có nói với chị, khi mà đường nó đi nó ra hạt thì do mình đi nhanh, cho nên mình phải cố gắng đi thật chậm. Cho nên chị sẽ thấy bài đi khung này cô đi rất chậm, đi chậm thôi, càng chậm đường càng nét. Khi mà mình đi càng nhanh, tại vì tâm lý của mỗi bạn khi mà bạn đi nhanh á là nó đỡ rung hơn, nó đỡ lọt hơn, nhưng mà thật ra nó lại càng sai. Cho nên phải cố gắng giữ hơi và đi thật chậm, chậm hết mức có thể thì đường này nó sẽ thẳng, nó sẽ sắc nét và nó sẽ giữ cung được tốt hơn, và thậm chí đường nó sẽ nhỏ hơn. Với bạn đi to, đi lợi đường thì đường nó sẽ to hơn. Khi mà lần đầu tiên mà chị lên trên mẫu thật á, chị có nhắn tin về với chồng không? Bán làm xong rồi tối mình cũng nhắn tin, mình nói xong chuyện ban ngày mình làm gì vậy đó. À, vậy xong anh chồng chị như thế nào? Anh trả lời ra sao? Anh nói trời, mau vậy mà lên làm rồi hả? Với 2 ngày mà lên được mẫu rồi, anh không tin đúng không? Ừ. Nhưng mà chị thấy bao nhiêu mà cái sự cố gắng mà mình luyện tập á, trong những ngày qua á, khi mà mình làm trên người thật á, mình thấy tự hào với điều đó không? Nó được đền đáp á. Và cô đã đi khuôn cái môi xong rồi để chị biết về phần kỹ thuật và cái cách đi như thế nào. Thì đối với bài đi khuôn môi thì đường khuôn nó phải nhỏ, mảnh và không được quá đậm, không quá sâu kim. Sâu kim và đậm nó sẽ lộ khuôn sau khi khuôn xong. Còn đối với khuôn thì mình không có được nó lồi lõm thì khuôn nó sẽ không có nét và đường khuôn nó sẽ không có sắc. Cho nên lưu ý những vấn đề này cho cô để mà mình biết cách sửa và chỉnh được những cái lỗi của mình. Bây giờ chị có thể phun tiếp theo hoặc là chị vẽ một cái khuôn mới cho cô nha.
luyện tại nhà thì mình không có biết được mình luyện vậy là đúng hay là sai. Thì ở đây có cô thì cô biết mình làm đúng hay là mình làm sai. Khi mà chị học ở nội trú ở đây á thì chị thấy á, có tiện ích hay không, có thoải mái với môi trường mà chị ở đây, chị tiện cho việc học tập không? Đúng là ở lại nó tiện cho mình học tập nhiều hơn, có thời gian hơn, rèn luyện hơn và ở được thoải mái lắm. Khi mà chị thấy là lên trên mình trên làm trên người thật á, nó có khó không? Làm trên trường hợp đó, nó cũng không khó hơn nhiều so với học da giả đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như chị không luyện trên da giả, chị có thể làm được trên người thật không? Không, luyện trên da giả kết hợp đó, nó mới ra tự tin mà lấy lên người thật gì. Đúng rồi. Đây là chị Hạnh ở Tiền Giang, từ một người chưa biết gì về nghề, từ con số 0, xem trên YouTube của Jolie tầm 10 video và chị quyết định là tới với lớp học của Jolie. Và lại sau 2 ngày chị đã học bài vẽ chân mày trên giấy này. Chị học bài và ngày thứ nhất là chị học vẽ dán chân mày trên giấy. Ngày thứ hai chị luyện bài tạo hàng. Sau đó là chị luyện bài đường thẳng. Và lại cuối ngày á, chị cũng có lên trên mẫu thật làm mẫu phun chân mày đầu tiên. Thì Jolie cũng có kèm. Và lại chị thấy rất là vui với kết quả sau khi làm xong. Mẫu rất là hài lòng. Trong quá trình mà bạn đi khuôn môi, Jolie sẽ không dám hỏi bạn. Tại vì ở trong bước này thì đòi hỏi sự tập trung rất là cao độ. Bài đường thẳng giúp cho các bạn đi khuôn. Ở bài này các bạn cần phải nín thở, tập trung và không nói chuyện. Và đi thật chậm để cảm nhận được độ rung của bề mặt da. Đi càng chậm, đường sẽ càng nét. Chậm thôi, cảm nhận được độ rung trên bề mặt da cho cô. Thật ra là chính chị Hạnh á, cũng chưa bao giờ chị nghĩ là trong 2 ngày chị đã có thể lên trên mẫu thật và làm tốt đối với mẫu chân mày đầu tiên. Đúng không chị? Nhưng mà mẫu bên Jolie thì mẫu nào cũng đẹp, thậm chí làm xong á, toàn bộ là mẫu giới thiệu cho nhau, cho nên mẫu bên Jolie rất là nhiều. Thường là học viên mà sau khi mà qua bài đường thẳng và qua bài tạo hàng thì khi có mẫu thì Jolie đã cho bạn lên mẫu luôn rồi. Cho nên á, với 2 ngày thì bạn đã lên được một mẫu chân mày trên người thật. Đây chị sẽ thấy là đối với cái khuôn môi đầu tiên mà chị vẽ, dáng vẫn còn hơi cứng nè, nó hơi vuông góc độ này, với lại hai đỉnh môi không giống nhau và hạt mực đi nó vẫn còn hơi bị xước. Xước là do gồng tay, lại một số chỗ hơi lem màu, chỗ đậm chỗ nhạt là do cái chỗ đó mình đi kỹ hơn, với lại chỗ này mình, chỗ nào nhạt đó là mình đi ít lần hơn. Thì đối với cái môi thứ hai chị đi nó đã tốt hơn rồi, tuy nhiên nó vẫn còn một số chỗ nó hơi đậm điệu một chút thôi, nhưng mà chỗ đó là không có ảnh hưởng gì nhiều. Thì đối với cái môi thứ hai thì hạt mực đã tơi, đã đẹp và đã nó ra hạt hơn, nó không bị xước giống như môi đầu tiên. Thì môi này chị đã thả lỏng tay và khuôn môi bây giờ nó đã tròn, nó đều và cân đối hơn. Thì ở bài này thì mình đã có thể qua được bài rồi. Thì đối với chị á, khuôn môi á, khó nhất ở chỗ nào? Thường là khó ở mép môi và cái thành tim á cô. Đúng rồi, thì ở những chỗ đó thì mình chú ý mình có thể đi một chiều. Với lại á, đối với tim môi mình có thể, đối với trên da giả mình có thể là đi bo C, đi hình chữ C và đi một chiều. Nên trên người thật nó sẽ được hình thành giữa hai đường thẳng. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong cái buổi của ngày tiếp theo, ngày thứ tư, bài phun chân mày.